Một. Dài ngày trước, một người người chơi làm kiêng dè doanh đến tìm tôi. Sau khi trò chuyện một hồi, người người chơi kia cười nói. Ra ngoài làm công ăn lương biết bao nhiêu năm, không dễ dãi gì thế hệ tự lập nghiệp, kiêng dè doanh sản xuất như bây giờ, hiện tại mỗi tháng đã có thể sung sướng vì kiếm được gần 300 triệu một tháng, nhưng ngược lại tớ cứ như một kẻ trộm, giờ không dám kể thật với ai. Khi công việc anh Quý khai mạc sản xuất, anh em lại đổi tính coi anh Quý như con rùa vàng, lúc nào cũng nói bóng nói gió dây mượn hoặc xin xỏ, nhờ giúp đỡ, không giúp thì bị bảo kiêu ngạo. Tôi cười đáp anh Quý, đây đúng là phiền đức não trong hạnh phúc nhỉ. Nhưng cậu đừng sợ, tiền là do cậu tự tay kiếm, cứ thoải mái mà sống. Người chiến thắng thực sự không chỉ phải biết cách kiếm tiền, mà còn phải biết cách kiểm soát tiền. Sống trong thời đại này, đôi lúc nên biết cách kiêu ngạo một chút. Việc này cũng khiến tôi nhớ đến một cựu thực tập sinh trong công ty ngày trước. Anh ta tốt nghiệp chưa lâu, thế hệ đến làm vài ngày đã tô huấn đồng nghiệp cùng bộ phận. Anh ta chê tốc độ làm Excel của người khác quá chậm, ảnh hưởng đến hiệu suất. Do đó, khi thấy người khác làm biểu mẫu, anh ta luôn cố ý hoặc vô tình nhắc nhở vài câu. Được vài lần, mọi người đều thấy rất phiền đức và bực mình, có người nói, cậu giỏi thì đến mà làm. Nghĩ mình hay lắm sao cứ nói mãi một vấn đề thế. Nếu nhìn vấn đề từ góc độ khác, ta thấy nhờ như vậy mà anh chàng kia đã để lại tuyệt vời sâu sắc trong lòng mọi người. Bởi vì năng lực phân tích nguyên liệu của anh ấy rất mạnh, mỗi khi tôi gặp vấn đề về vận hành nguyên liệu, suy nghĩ đầu tiên của tôi là nhờ anh ấy giúp đỡ. Càng về lâu về dài, ngay cả những khách hàng kém cỏi xuyên ghé thăm tôi đều biết đến anh chàng tài giỏi này. Thế nên, đôi lúc biểu lộ không nhất thiết là xấu. Trong nhiều trường hợp, nó có thể mang lại rất nhiều giá trị vô hình cho người chơi, giúp người khác phát hiện năng lực của người chơi một cách nhanh nhất. Nếu người chơi không thể sản xuất giá trị của mình, không thể biểu lộ hết tất cả thế mạnh của mình ra ngoài. Ai biết người chơi giỏi đến đâu, có năng lực đặc biệt gì? Trong thời đại này, chẳng ai nhàn nhã mà tự tìm tòi hết ưu điểm của người chơi, cái họ dễ thấy nhất là thiếu sót của người chơi, không phải năng lực tiềm ẩn hay nét đẹp tâm hồn từ người chơi. Do đó, nếu có tài, đừng kiêng dè thể xuất hiện ngoài. Khiêm tốn quá mức sẽ khiến người chơi sống mãi trong vỏ ốc, khó phát huy ra ngoài. 2. Khi còn nhỏ, đứa trẻ nào cũng được dạy phải biết sống khiêm tốn, không nên tranh chấp với người khác. Dù phiên bản thân có phiên bản lĩnh cũng đừng nên thể xuất hiện ngoài nhiều. Nhưng khiêm tốn có thực sự giúp con người hiện đại hay không? Khi trưởng thành, bước vào làng mạc hội, nhiều người bỗng nhiên phát xuất hiện rằng đôi lúc càng khiêm tốn, họ càng thiệt thòi. Người khác kêu người chơi giỏi, đề cử người chơi làm chức cao, người chơi khiêm tốn bảo mình không đủ năng lực đảm đương chức vụ này. Người khác khen người chơi đẹp, người chơi chỉ dám mỉm cười nói do mình may mắn, có nhiều người còn đẹp hơn mình nhiều. Người khác khen người chơi làm việc có năng suất, người chơi mỉm cười bảo do nhờ mọi người chiếu cố, giúp đỡ. Ban đầu, người ta còn nghĩ người chơi khiêm tốn. Thời gian càng dài, có người thực sự tin vào lời người chơi nói, nghĩ rằng người chơi chỉ là kẻ bất tài, nhờ may mắn thế hệ có được mọi thứ như hôm nay. Đến cuối cùng, không phải không muốn tranh, mà khi đụng chuyện muốn tranh đấu rồi, lại không biết nên nói thế nào. 3. Người thực sự có phiên bản lĩnh, đừng nên kiêng dè khoe khoang. Trong thời đại hiện nay, ai càng nổi bật giữa đám đông, càng dễ được người khác nhìn thấy. Tôi từng nghe một câu chuyện thế này. Có hai ông chủ bất động sản nọ, năng lực ngang nhau. Một hôm, cả hai được mời đi trình bày trong một hội thảo. Trong cuộc họp, họ đều phát xuất hiện chỗ sai sót trong vật phẩm của đối phương. Nhưng vì ông chủ A nghĩ rằng, vật phẩm của ông tốt hơn ông chủ B, sớm muộn gì cũng sẽ có người lưu ý và nhìn ra, nên ông chẳng thèm chỉ ra lỗi sai kia làm gì. Ngược lại, ông chủ bờ mượn cơ hội chỉ ra lỗi sai trong vật phẩm của đối phương để quảng cáo nhiều hơn về công ty của mình. Kết quả, ông chủ bờ thắng rồi. Người dám biểu lộ ưu điểm của phiên bản thân trước mặt mọi người sẽ dễ thu được nhiều sự lưu ý hơn, từ đó thu về lợi nhuận lớn hơn.
dù ông chủ A có năng lực tương đương ông chủ B, nhưng ông không nói ra, người ta chỉ nghĩ ông là kẻ vô danh, và họ không đông đảo nhiều đến vật phẩm công ty ông. Đứng vị trí càng cao, được càng nhiều người biết, càng dễ vươn tay đến mục tiêu đặt sẵn. Giống như trong ngành giải trí, có người luôn khoe khoang cuộc sống sang trọng chảnh từng ngày cho khán giả thấy nhưng họ vẫn sống rất tốt, được nhiều người đông đảo, sự nghiệp không dứt đi lên. Trong khi có vài diễn viên xuất sắc nhưng vô danh, chỉ như ánh sao bi lụy trên bầu trời, không người nhìn thấy. 4. Ở nơi công sở, nếu có tài đừng nên ngần kiêng dè thể xuất hiện ngoài. Dù người chơi không có nhiều kiêng dè nghiệm, chỉ cần có năng lực, biết cố gắng, hãy tự tin nhận về dự án mà người chơi nghĩ phiên bản thân không làm nổi. Bạn muốn sản xuất, người chơi phải biểu lộ ưu điểm ra ngoài, để đồng nghiệp tin tưởng, để ông chủ có cái nhìn khác, đánh rét cao về người chơi. Kim tốn quá mức ở nơi làm việc chỉ đẩy người chơi đến đoạn đường cùng của sự hèn kém và thất bại. Khiêm tốn là đức tính tốt, nhưng trong môi trường cạnh tranh khốc liệt này, người chơi không nên quá hiền đức lành và lịch sự.